Quý vị và các bạn thân mến, mình là Tử Vi hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, mình được Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ năm ngày 13 tháng 7 năm 2023, và theo âm lịch hôm nay là ngày 26 tháng 5 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Nhâm Thân tháng Ngọ Ngọ năm Quý Mão, và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tứ Mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tức, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Cầu Trần. Về ngũ hành Niên Mệnh Kim Phong Kim, ngày Nhâm Thân tức chi sinh can, nghĩa là kim sinh cho thủy, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm Kim Phong Kim, kỵ tuổi Bính Dần, Canh Dần, ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi Mậu Tuất nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày thân lục hợp với tỵ, tam hợp với tý và thìn, thành thủy cục xung với dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Bính Dần, Canh Dần, Bính Thân, tuổi xung trong tháng tuổi Bính Tý, Giáp Tý. Về các sao tốt xấu trong ngày, ngày của các sao tốt như sao Thiên Phú tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, khai trương, mở kho, nhập kho, an táng. Sao Thiên Phúc tốt mọi việc, sao Nguyệt Không tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường. Sao Lộc Khố tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, giao dịch. Sao Dịch Mã tốt mọi việc, nhất là xuất hành. Sao Thanh Long Hoàng đạo tốt mọi việc, sao Thiên Ân tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thổ Ôn hay còn gọi là sao Thiên Cẩu, xấu về xây dựng nhà cửa, đào ao, đào giếng, tế tự. Sao Hoang Vu xấu mọi việc, sao Quả Tú xấu đối với cưới hỏi, sao Sát Chủ xấu mọi việc, sao Tổ Chỉ xấu về tế tự, tố tụng. Và đặc biệt ngày 13 tháng 7 năm 2023 là ngày Sát Chủ, theo quan niệm dân gian ngày này thuộc Bách Kỵ, trăm sự đều kỵ, đặc biệt là bất kể đối với tuổi nào nhé. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng chính nam, tài thần hướng chính tây. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ năm ngày 13 tháng 7 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất. Tử vi thứ năm ngày 13 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tý. Quý nhân tam hợp trợ giúp cho vận trình hôm nay của người tuổi Tý thêm phần hanh thông, suôn sẻ. Bạn nhận được những lời chỉ dẫn, góp ý tận tình của người xung quanh để nhanh chóng hoàn thành công việc của mình. Con giáp này phát huy được hết năng lực tiềm ẩn của mình khi được trao cơ hội. Cơ đến tay ai người đấy phất, tuổi Tý không để lỡ thời cơ hiếm có mà khiến cho tất cả mọi người phải có cái nhìn khác về mình. Thương quan cũng nhắc nhở những chú chuột nên tránh tỏ ra tự tin tuyệt đối ở những lĩnh vực mà kiến thức của bạn chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, đặc biệt nếu như liên quan tới tài chính. Cần phải tỉnh táo và có sự thận trọng cần thiết, nếu không bạn sẽ vướng rắc rối to đấy. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, quý nhân nâng đỡ, vận trình hanh thông. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, được chỉ dẫn tận tình để nhanh chóng hoàn thành công việc. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, phát huy được hết năng lực tiềm ẩn khi được trao cơ hội. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, nắm bắt thời cơ để gây ấn tượng với mọi người. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, nên thận trọng, tỉnh táo ở những lĩnh vực mình chưa hiểu rõ. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 58. Số 98. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lục, trắng. Quý nhân phù trợ, Dậu, Thân, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc,
bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 13 tháng 7 năm 2023 của tuổi Sửu. Bước sang ngày mới được chính ấn chiếu mệnh, chính ấn chính là thần hộ mệnh trong công việc hôm nay của người tuổi Sửu. Con giáp này có cơ hội thực hiện được những lý tưởng độc đáo và sáng tạo của mình trong công việc. Bản mệnh được cấp trên đánh giá cao nhờ khả năng làm việc tốt, lại cống hiến hết sức mình mà không quản ngại khó khăn. Ngoài ra, bạn còn biết tập hợp sức mạnh của tập thể, bạn biết kết nối mọi người với nhau và tạo ra một tập thể đoàn kết. Bạn tin rằng, với sức mạnh của nhiều cái đầu cùng chụm lại với nhau, chẳng có khó khăn gì mà không thể vượt qua, chẳng có đỉnh cao nào là không thể chinh phục được. Thổ sinh kim, bản mệnh có một gia đình rất hòa thuận. Bạn tin tưởng nửa kia của mình và luôn thảo luận cùng người ấy mọi vấn đề trong nhà. Bản mệnh quan niệm vợ chồng mà đồng lòng thì chuyện gì cũng xong. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, có cơ hội thực hiện được những lý tưởng độc đáo và sáng tạo. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy, được cấp trên đánh giá cao nhờ tinh thần cống hiến. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, biết tập hợp sức mạnh của mọi người để tạo ra một tập thể đoàn kết. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, sức mạnh của tập thể sẽ chinh phục được mọi đỉnh cao. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, gia đạo êm ấm, vợ chồng tin tưởng và sẻ chia với nhau. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 22, số 69. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, Tuất, Mão, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 13 tháng 7 năm 2023 của tuổi Dần. Xem tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy, do cục diện thân Dần tương xung, người tuổi Dần sẽ phải một mình vất vả cáng đáng nhiều nhiệm vụ quan trọng mà không có bất cứ sự trợ giúp nào của người xung quanh. Dù vậy, bạn cảm thấy làm việc một mình cũng không có gì đáng sợ, thậm chí bạn còn dễ dàng tập trung hơn bình thường. Thiên tài chiếu mệnh, những chú hổ có cơ hội phát tài ngay trong ngày hôm nay. Nếu làm trong lĩnh vực đầu tư, đừng bỏ qua những cơ hội hợp tác quý báu, bạn sẽ nhanh chóng nhận được những khoản lợi nhuận khả quan. Kim mộc xung khắc, chuyện tình cảm của bản mệnh có thể đứng trên bờ vực tan vỡ bởi những mâu thuẫn, hiểu lầm này nối tiếp hiểu lầm khác suốt những ngày qua. Cả hai không tìm được tiếng nói chung, cứ hễ mở miệng là bao nhiêu lời cay nghiệt đều thoát ra khiến cả hai chịu nhiều tổn thương. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy, vất vả làm việc một mình nhưng không được giúp đỡ. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, khó khăn không lùi bước, tập trung cố gắng hết sức mình. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, có cơ hội phát tài, đặc biệt là người làm về kinh doanh, đầu tư. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, tình cảm có nguy cơ rạn nứt, thậm chí tan vỡ. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, đôi lứa hiểu lầm, mâu thuẫn, khó tìm được tiếng nói chung. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 14, số 56. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, đen, vàng. Quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 13 tháng 7 năm 2023 của tuổi Mão. Chính tài xuất hiện trong tử vi thứ 5 của người tuổi Mão mang tới tin vui về đường tài lộc cho con giáp này. Bản mệnh không cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Bạn đã làm rất tốt việc của mình, nhờ đó mà có được một khoản kha khá để dành. Chăm chỉ tiết kiệm nên tạm thời bạn có đủ tiền bạc để chi tiêu hàng ngày. Tuy nhiên, kim khắc mộc, chuyện tình cảm của mệnh chủ xuất hiện những vết nứt đáng lo ngại. Niềm tin dần mất đi, thời gian chẳng thể làm lành vết thương mà còn khiến nó càng thêm đau đớn. Con đường đến với nhau của bạn và người ấy ngày càng xuất hiện nhiều trở ngại. Theo lịch vạn niên cho thấy, hôm nay là ngày 26 tháng 5 âm lịch, là ngày ngày sát chủ. Theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc bách kỵ, tức trăm sự đều kỵ, do đó bạn không nên làm các việc trọng đại, bất kể đối với tuổi nào.
Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, có tin vui về đường tài lộc, tiền bạc rủng rỉnh. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, đủ chi đủ tiêu nhờ chăm chỉ làm lụng và tiết kiệm. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, tình cảm xuất hiện vết nứt đáng lo ngại do niềm tin mất dần. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, thời gian khiến tổn thương ngày càng sâu đậm. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, khoảng cách đôi lứa ngày càng xa, cách trở. Sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn, số 72, số 21. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, đen, xanh dương. Quý nhân phù trợ, Tuất, Hợi, Mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 13 tháng 7 năm 2023 của tuổi Thìn. Ngày thứ 5 này có tam hợp cục xuất hiện nâng đỡ nên công việc của người tuổi Thìn tiến triển tương đối thuận lợi vào ngày hôm nay. Chỉ cần bản mệnh chú ý vào nhiệm vụ được phân công thì chắc chắn kết quả đạt được sẽ rất khả quan. Tuy nhiên, con giáp này đôi khi quá độc lập, không muốn chia sẻ quan điểm, suy nghĩ của mình với bất cứ ai. Bạn cần phải mở lòng mình hơn, trao đổi ý kiến cũng là một cách để bạn nhận ra thiếu sót của mình và hoàn thiện bản thân. Lại thêm sự xuất hiện của thiên ấn, những ý tưởng tưởng chừng như khó khả thi của bạn lại đang dần được mọi người nhìn với con mắt khác xưa. Thậm chí, sự sáng tạo của bạn còn giúp bạn được đánh giá cao nhờ biết vận dụng những ưu điểm đó của mình vào trong công việc đấy. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, công việc tiến triển thuận lợi, hiệu suất ổn định. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, tập trung chú ý vào nhiệm vụ được phân công thì khó khăn nào cũng qua. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, cần mở lòng và trao đổi, chia sẻ với người xung quanh nhiều hơn. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, ý tưởng bị gạt đi trước nay lại được nhìn nhận lại. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, được đánh giá cao nhờ sự sáng tạo và biết vận dụng ưu điểm. Sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn, số 07, số 90. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, Tuất, Dậu, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 13 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tỵ. Tác động của hình hại vô ơn nên hôm nay là một ngày khá vất vả với người tuổi Tỵ. Công việc làm nhiều nhưng kết quả thu hoạch chẳng được bao nhiêu, công sức đổ sông đổ bể. Thậm chí, không những công sức bỏ ra không được ghi nhận, ngược lại bạn còn có thể bị lãnh đạo phê bình vì những sai sót trong thời gian trước đó. Thiên quan cho thấy có những hiểm họa khôn lường đang đến với người tuổi Tỵ. Bạn nên tỉnh táo và sáng suốt hơn nếu không hầu hết các khó khăn trong ngày hôm nay đều xuất phát từ sự chảnh mảng của bạn. Ngũ hành xung khắc còn gây ảnh hưởng xấu tới chuyện tình cảm của con giáp này. Cứ ngỡ đã tìm được người tâm đầu ý hợp với mình, hóa ra đó chỉ là ngộ nhận từ phía bạn mà thôi. Người ta chỉ coi bạn là bạn bè chứ không phải là đối tượng để yêu đương nghiêm túc. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, ngày làm việc vất vả, công việc rối ren. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, làm nhiều nhưng kết quả thu hoạch về chẳng được bao nhiêu. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, có thể bị cấp trên phê bình vì sai sót trước đó. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, đề phòng những hiểm họa khôn lường. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, tổn thương tình cảm do ngộ nhận cảm xúc. Sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn, số 17, số 34. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, cam. Quý nhân phù trợ, Dậu, Sửu, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công.
Tử vi thứ 5, ngày 13 tháng 7 năm 2023 của tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ gặp được chính quan trong hôm nay nên đường công danh sự nghiệp sáng láng nhờ có người nâng đỡ. Bản thân con giáp này cũng có năng lực nhưng không phải lúc nào cũng gặp thời. Cho nên chỉ cần một chút may mắn thúc đẩy, bạn lập tức chuyển mình thăng tiến vô cùng mạnh mẽ. Cơ hội không có nhiều, vì thế những chú ngựa nên cố gắng để nắm giữ cơ hội ngay khi có được. Con giáp này đừng ngần ngại nhận sự giúp đỡ của người khác, bạn phải có khả năng thì đối phương mới giúp đỡ chứ chẳng ai muốn giúp một người không biết làm gì cả. Hỏa kim xung khắc cho thấy đường tình duyên của bản mệnh chưa được suôn sẻ cho lắm. Có lẽ một phần vì trong ngày hôm nay con giáp này quá hưng phấn với công việc mà quên mất chuyện mình đã hứa với nửa kia. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, công danh sự nghiệp hanh thông nhờ có người trợ giúp. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, có năng lực nhưng không phải lúc nào cũng may mắn gặp thời. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, cơ hội không có nhiều nên cố gắng nắm giữ ngay khi có. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, đừng ngần ngại nhận sự giúp đỡ từ người khác. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, đường tình duyên trục trặc do mải mê lo cho công việc. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 21, số 75. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, cam, hồng. Quý nhân phù trợ, Tuất, Mão, Dần. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 13 tháng 7 năm 2023 của tuổi Mùi. Nhân ngày có chính ấn nâng đỡ, lời khuyên cho người tuổi Mùi là nên tập trung vào công việc và sự nghiệp của mình hơn là những vấn đề râu ria trong cuộc sống. Đã đến lúc bạn cần nhận ra đâu là việc mình cần ưu tiên chứ không phải là đâm đầu vô mục đích vào mọi thứ. Lúc này, một vài người nhận được cơ hội để thăng tiến thì một số lại muốn bắt đầu công việc kinh doanh riêng và dù lựa chọn là gì thì đây cũng là thời điểm thuận lợi để làm điều mình mong muốn. Ngũ hành tương sinh dự báo đào hoa của bạn rất vượng trong hôm nay. Nếu có đối tượng nào tiếp cận bạn và bạn nhận thấy rằng đó là một người tốt thì hãy cho đôi bên một cơ hội tìm hiểu. Bạn nên cởi mở và chủ động hơn, rồi một cái kết hạnh phúc sẽ đến với bạn. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim, nên tập trung vào sự nghiệp khi đang có nhiều cơ hội phát triển. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy, nên xác định mục tiêu cần ưu tiên hơn cả trong cuộc sống. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa, có người nhận được cơ hội thăng tiến, có người kinh doanh suôn sẻ. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ, thời điểm thuận lợi để theo đuổi điều mình mong muốn. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc, đào hoa vượng sắc, được người khác chủ động tiếp cận và theo đuổi. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 33, số 87. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, cam. Quý nhân phù trợ, Hợi, Mão, Ngọ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 13 tháng 7 năm 2023 của tuổi Thân. Tỷ Thiên là điềm báo tiểu nhân đang tìm cách ngáng trở vận trình hôm nay của người tuổi Thân. Bạn suôn sẻ thì kẻ đó nóng mắt, chỉ khi bạn gặp chuyện rắc rối thì kẻ xấu bụng đó mới thấy vui vẻ. Do đó bạn nên cẩn trọng hơn trong cách hành xử hàng ngày vì có những người lợi dụng sơ suất của bạn để dùng những thủ đoạn không chính đáng để đạt được mục đích của mình. Ở cạnh người tiểu nhân, chỉ một chút thiếu thận trọng, chúng ta sẽ bị thua thiệt rất nhiều. Kim vượng là dấu hiệu cho thấy sức khỏe của con giáp này đang gặp vấn đề. Thời tiết nóng bức, bạn nên chú ý bổ sung nhiều nước, rau xanh vào khẩu phần dinh dưỡng hàng ngày để tăng cường sức đề kháng cho bản thân và cả gia đình. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh thủy, đề phòng tiểu nhân đang tìm cách ngáng trở. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa, thận trọng trong cách hành xử hàng ngày, tránh bị người khác lợi dụng sơ suất. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh thổ, chỉ một phút thiếu thận trọng sẽ thua thiệt rất nhiều. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc, sức khỏe gặp dấu hiệu bất ổn. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh kim,
Chú ý bổ sung nước và rau xanh để tăng cường sức đề kháng. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 11, số 72. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, vàng. Quý nhân phù trợ, Tý, Thìn, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 13 tháng 7 năm 2023 của tuổi Dậu. Tam hội dự báo có một nhân vật đầy thú vị nào đó sẽ tạo sức hút đặc biệt đối với con giáp tuổi Dậu trong ngày hôm nay, khiến cho bạn không thể rời mắt khỏi họ. Điều này cũng mang đến cho bạn một cái nhìn mới, những đánh giá mới mẻ, khác biệt. Ảnh hưởng của kiếp tài nên có thể hành vi kỳ quặc của ai đó có thể do họ ghen tị thay vì bất cứ lý do gì khác. Thế nên, nếu người tuổi Dậu cảm thấy không thoải mái thì hãy tập trung cho công việc của riêng mình thay vì quá bận tâm đến hành vi của người xung quanh. Kim khí vượng ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bản mệnh, cho dù bạn tự tin thể lực của mình rất tốt nhưng nếu cứ để tình trạng này kéo dài thì bạn dễ bị ốm bệnh và nằm viện đấy nhé. Bạn nên nhớ rằng phòng bệnh vẫn luôn hơn chữa bệnh. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, chớ nên đổ lỗi cho hoàn cảnh hay bất cứ ai. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, hãy khoan kết luận về ai đó chỉ qua vài câu nói. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, không ngừng tìm cách cải thiện tài chính cho bản thân. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, bạn sớm gặt hái được những tài lộc trong tương lai. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, đừng vội tin tưởng ai đó, họ cũng không thực sự chắc chắn đâu. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 66, số 18. Giờ tốt, từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, tím, xám. Quý nhân phù trợ, Tị, Mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 13 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tuất. Nhờ có tam hội che chở mà con giáp tuổi Tuất có được sự hưởng ứng nhiệt tình của các thành viên trong gia đình cho dù họ không hiểu rõ bạn đang thực sự làm việc gì. Một số người nhờ có nhiều thời gian hơn cho người thân nên càng trân quý hạnh phúc mà mình đang có hơn bao giờ hết. Ngày có thiên ấn giúp cho trí tưởng tượng của con giáp tuổi Tuất được bay cao, bay xa hơn nữa. Đây cũng là cơ hội để bạn cải tiến những kỹ thuật đã có vẻ cũ kỹ trong cách thức làm việc của mình. Ngũ hành tương sinh mang lại cho bản mệnh những khoảnh khắc bình yên khi có những giây phút thảnh thơi, không phải lo nghĩ nhiều về vấn đề tiền nong. Đây là khoảng thời gian cần thiết để bạn nạp lại năng lượng chuẩn bị cho tuần mới đang tới. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, hãy cân nhắc thêm nhiều thông tin xung quanh sự việc. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, tình cảm hài hòa nhờ có những thay đổi tích cực trong cuộc sống. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, hãy thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình nếu cần. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, đừng quá tính toán vì có nhiều việc sẽ không theo kế hoạch. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, hỏi han cẩn thận đường đi nước bước trước khi tiến hành. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 55, số 67. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, cam. Quý nhân phù trợ, Thân, Ngọ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày 13 tháng 7 năm 2023 của tuổi Hợi. Xem tử vi thứ 5 của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Hợi gặp cục diện thân Hợi tương hình nên vận trình hôm nay có phần ảm đạm, khiến tâm trạng bạn cũng ủ rột theo. Có những việc bạn những tưởng đã làm xong xuôi rồi nhưng vẫn xảy ra sự cố khiến bạn phải khởi động lại mọi việc từ đầu. Bù lại,
Thực thần xuất hiện như vớt vát lại chút điểm sáng cho con giáp này khi nghịch cảnh lại chính là cơ hội để bạn bứt phá giới hạn của mình. Đó là sức mạnh tiềm ẩn mà không phải ai cũng biết phát huy một cách tối đa. Khi biết được lợi thế của mình, bạn sẽ dễ dàng chiến thắng được hoàn cảnh và giành được sự tôn trọng từ nhiều người xung quanh. Kim sinh thủy, chuyện tình cảm tốt đẹp, bạn luôn cảm thấy mình được quan tâm, chăm sóc nhờ những tin nhắn, cuộc gọi hỏi thăm hàng ngày và cả những khoảng lặng mà đối phương luôn sẵn sàng lắng nghe bạn chia sẻ. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, vận trình ảm đạm, tâm trạng ủ rột. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, sự cố bất ngờ xảy ra khiến mọi việc phải bắt đầu lại từ đầu. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, nghịch cảnh đồng thời là cơ hội để bứt phá giới hạn. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, chiến thắng hoàn cảnh nhờ biết tận dụng lợi thế của mình. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, tình cảm tốt đẹp nhờ sự quan tâm, chăm sóc từ nửa kia. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 36, số 75. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, bạc. Quý nhân phù trợ, Ý, Sửu, Mùi. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.